các bạn ghé qua kênh TikTok Phim 10 Phút để theo dõi nhiều video khác nhé. Tiếp tục đến với nội dung bộ phim Tây Hành Kỷ phần 5 tập 4 và 5. Cuộc giải hòa của Đạo Đức Thái Tôn đã không thành công. Thái độ cứng rắn của Sát Tâm Quan Âm làm cho mọi người thay đổi, giống như toàn thể đang chống lại Đạo Đức Thái Tôn. Đạo Đức Thái Tôn vẫn dùng những lời lẽ đạo lý, không muốn tất cả người ở đây chém giết lẫn nhau. Hành động luôn đứng trung lập trong mọi chuyện chính là cổ vũ cho cái ác. Nguyên Thủy Ngọc Tôn không muốn nói nhiều nữa, hắn nhanh chóng xông lên. Phía Quang Hồn cũng lao tới đáp trả, thế là trận chiến lại tiếp tục. Ai ai cũng muốn tiễn đối phương xuống địa ngục. Tôn Ngộ Không lao về phía Ám Ảnh Thiên Đế, định tiêu diệt ông ta báo thù cho Tô Y. Ông ta triệu hoán ra vô số thanh kiếm tấn công. Các thanh kiếm hợp nhất thành một thành khổng lồ, đẩy lùi Tôn Ngộ Không về sau. Chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn này, Đạo Đức Thái Tôn cực kỳ tức giận. Ông bắt buộc phải động thủ, sử dụng do thần kỹ, rất nhiều tấm lệnh phù đánh xuống mặt đất. Rất nhanh sau đó, mặt đất đột nhiên nứt ra, cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn. Không ngờ rằng lệnh phù của ông ta lại mạnh tới như vậy. Thiên cung lập tức bị chẻ làm hai phần hình bát quái. Ý định của ông ta là mỗi bên sẽ quản lý một phần thiên cung. Bảo Linh Thượng Tôn rất không muốn chuyện này, còn Nguyên Thủy Ngọc Tôn thì lại không phản bác. Hắn ta tin rằng lực lượng ám hồn sẽ càng lúc càng lớn mạnh. Đám thiên thần ánh sáng cuối cùng sẽ vẫn bị tiêu diệt mà thôi. Tôn Ngộ Không biến cho lại bộ dạng thiếu niên rồi lớn tiếng thách thức Ám Ảnh Thiên Đế. Dù rất không muốn thả bọn họ rời đi như vậy, nhưng trước mắt đã không thể làm gì khác được. Tranh đấu giữa ám hồn và quang minh là rất phức tạp. Đến đây thì trận chiến đã được dừng lại. Đề Thích Thiên cảm ơn và khích lệ các tướng sĩ đã chiến đấu hết mình, đập tan âm mưu của ám ảnh. Các thiên binh cũng được quay về nghỉ ngơi, Bảo Linh Thượng Tôn cũng không ngồi yên. Cô bắt đầu tu sửa thiên cung, tất cả đống đổ nát đều được dừng lại, giống như chưa từng có trận chiến nào xảy ra vậy. Năng lực này làm cho Trì Quốc Thiên cũng khâm phục. Một nữ tỳ tới xin chỉ thị của Sát Tâm, thế là hắn vội vàng vào trong phòng chỉ thị nữ tỳ thu dọn, cất giấu những văn kiện quan trọng. Tuy nhiên, ở trong đám tỳ nữ này lại có người của ám hồn. Sát Tâm nhanh chóng phát hiện kẻ mạo danh, dù bị khống chế nhưng cô ta lại dễ dàng thoát ra ngoài. Hóa ra người mạo danh là Ninh Ninh, nữ tỳ đã sa đọa ở tập đầu tiên. Mục đích tới đây ngoài việc tiếp cận Sát Tâm thì à ta còn lấy đi quyển trục ghi chép hồi âm của sứ giả Thiên Cung. Từ đó biết được rõ hành tung của Vĩnh Hằng Chi Hỏa. Không thể để những bí mật này lộ ra ngoài, Sát Tâm lập tức đuổi theo. Nhưng vì phải giải cứu vài nữ tỳ nên hắn đã để cho à chạy mất. Hắn định truy đuổi tiếp thì lại bị Đạo Đức Thái Tôn ngăn lại. Ông cho rằng không nên đuổi tận giết tuyệt, làm tình hình rắc rối thêm. Trong lòng Sát Tâm cực kỳ lo lắng, nếu Vĩnh Hằng Chi Hỏa lọt vào tay ám ảnh thì thế cục sẽ bị phá vỡ. Bây giờ thiên giới cần đề phòng ám ảnh nên không thể phái người đi bảo vệ đám người Đường Tam Tạng, cho nên bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình rồi. Nhân cơ hội Đạo Đức Thái Tôn đi ra ngoài, Tôn Ngộ Không lập tức lèn vào lục lọi đồ đạc. Đến khi Đạo Đức Thái Tôn phát hiện và quay về thì tất cả linh đan đã bị Tôn Ngộ Không vét sạch, chỉ để lại một viên duy nhất. Đã vậy, cậu ta còn to gan xuất hiện trước mặt ông ta rồi chia đùa một trận. Chuyển cảnh tới yêu quái đại đạo, phía ám ảnh cử ba tên sứ giả đến gặp mặt một tên hổ yêu. Mục đích bọn họ là muốn làm một cuộc giao dịch. Chỉ cần bắt sống nữ long nhân cho bọn họ thì hổ yêu sẽ có được 1.000 mảnh vỡ hồn phách, tương đương với thành quả săn mồi 10 năm của hắn. Tuy nhiên, hổ yêu lại không muốn cuộc giao dịch này. Trước giờ vẫn chưa từng có ai có thể sống sót mà rời khỏi trước mặt hắn, cho nên hắn lập tức lao tới giết chết ba tên sứ giả. Tên hổ yêu này là Nhất Hổ, nữ long nhân mà thiên giới đề cập tới không ai khác chính là Tiểu Vũ. Về phía đám người Tiểu Vũ, bây giờ đã mất đi sư phụ. Bọn họ hoàn toàn không biết nên làm như thế nào nữa. Tiểu Vũ vẫn cố gắng nở nụ cười vui vẻ. Cô nàng nấu cho mọi người bữa cơm, sau đó động viên Bạch Lang. Dù chỉ có mấy người thì vẫn có thể. Sa Ngộ Tĩnh cho biết hắn có một cách có thể điều tra tung tích của sư phụ ở âm giới. Bọn họ sống sờ sờ tiến vào âm giới, biết đâu vẫn còn có cơ hội ra ngoài. Sa Ngộ Tĩnh lập tức muốn thử, hắn rời đi và yêu cầu mọi người ở đây chờ đợi tin tức của mình. Chư Bát Giới cũng ngỏ ý muốn đi giúp Sa Ngộ Tĩnh, tuy nhiên hành động cùng lời nói của hắn lại trái ngược hoàn toàn. Hướng đi của hắn hoàn toàn trái ngược với Sa Ngộ Tĩnh. Tiểu Vũ biết bọn họ sẽ không quay lại nữa, từ đầu tới cuối bọn họ đều vì Đường Tam Tạng nên mới đồng hành cùng đi. Tiểu Vũ không trách bọn họ, Bạch Lang vẫn kiên quyết sẽ đồng hành cùng nàng và kiên trì tới cùng. Ba Giới vừa đi vừa tâm sự một mình, bộ dạng vô cùng hài hước. Đúng như Tiểu Vũ đã nói, gánh nặng bảo vệ Vĩnh Hằng Chi Hỏa là quá lớn. Hắn không muốn nhận nó nên chỉ đành đổ hết lên người Bạch Lang. Đi đã lâu không có gì vào bụng, hắn vừa đói vừa khát, cố gắng lết từng bước chân. Đột nhiên có một đoàn người chở lương thực đi ngang qua. Từng là hai bên sẽ bước qua đời nhau như một cơn gió, nhưng vì không chịu được cơn khát nên Chư Bát Giới đã lên tiếng trước.
Bọn họ tưởng là yêu quái nên lập tức đề phòng, dù hắn đã cố gắng giải thích nhưng đám người này lại không nghe. Cô gái Amil trong đoàn nhìn thấy hành động của hắn không có ác ý nên đã yêu cầu mọi người dừng lại, thế là hiểu lầm được giải quyết. Được biết những người này sinh sống trong một thị trấn gần đây, tất cả mọi người trong thôn sẽ cung phụng một vị trấn yêu. Chỉ cần nộp thuế định kỳ thì trấn yêu sẽ bảo vệ mọi người. Nhưng trấn yêu của bọn họ gần đây lại có chút khác thường, thờ ơ không màng tới chuyện trong trấn nữa. Mục đích mọi người ra ngoài lần này còn muốn tìm một thủ hộ giả mới cho thị trấn. Nàng ta ngỏ ý muốn mời Bát Giới làm thủ hộ cho bọn họ. Bát Giới lập tức từ chối và nhanh chóng rời đi. Nhưng còn chưa kịp đi xa thì đoàn người đã bị Sơn Yêu tập kích. Dù không muốn ra tay nhưng sau khi nhìn thấy cô gái gặp nguy hiểm, hắn không thể không ra mặt. Chỉ với vài đường vung bổ cào, chữ Bát Giới đã đánh cho đám Sơn Yêu hoảng sợ bỏ chạy. Chữ Bát Giới được mời về trấn của bọn họ. Lúc đầu tất cả người trong trấn đều tỏ ra hoảng sợ, nhưng sau khi biết hắn là ân nhân cứu mạng đám người Amil thì lập tức nhiệt tình. Thôn trưởng muốn chiêu đãi chữ Bát Giới thật chu đáo. Ý định của ông ta là muốn giữ hắn ở lại bảo vệ cho thị trấn. Trong thôn có khá nhiều người sinh sống, một số nhìn thấy chữ Bát Giới vẫn rất dè chừng. Để được sống yên ổn thì bọn họ phải cống hiến vật phẩm cho yêu quái đại đạo theo định kỳ. Tiến vào được một lúc, chữ Bát Giới lập tức cảm thấy kỳ quái, cổng chính bị đóng lại, thái độ của mọi người đột nhiên niềm nở tới đáng sợ. Theo kinh nghiệm gặp qua vô vàn các loại tình huống thì hắn đoán là cười thành thế này chắc chắn có âm mưu. Dù là vậy thì hắn vẫn muốn xem thử đám người này đang có ý định gì. Amil dẫn chữ Bát Giới vào trong quán trọ nghỉ ngơi.